Hôm nay Đồng Trần sẽ giới thiệu đến mọi người hai công trình. Công trình sử dụng tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời, ốp vách và ốp trần. Đây, công trình sau lưng Đồng Trần cái công trình màu vàng như thế này, ốp vách, ốp trần, thanh ốp gỗ nhựa ngoài trời. Và công trình tiếp theo là công trình sử dụng thanh xi măng quăng gỗ. Bây giờ mọi người sẽ theo chân Đồng Trần để coi cận cảnh cái công trình sử dụng hai vật liệu nó sẽ khác nhau và đẹp như thế nào nhé. Đây là cái công trình sử dụng thanh lam gỗ nhựa ngoài trời, ốp vách ngoài trời. Thì như mọi người thấy trước mắt Đồng Trần đây là những cái thanh lam. Thì chiều dài thanh á là 3m hoặc 2m9 hoặc 2m2. Thì khổ chiều dài đa dạng và khổ chiều ngang nó cũng đa dạng. Ví dụ như là 15 phân, 20 phân, 25 phân chẳng hạn. Đấy. Thì ưu điểm của cái loại này là nó là những cái thanh gỗ nhựa ngoài trời, nó chống mưa này, chống nắng này, không bay màu này, không mối mọt, không con ven. Và đặc biệt là nó có màu sắc sẵn đó, để chúng ta về bắn lên là sử dụng được luôn. Và đây tại những cái vị trí cửa sổ thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thanh V để chúng ta bo góc và chống thấm được những cái vị trí như thế này. Tương tự như vậy, đây là vị trí giữa các góc tường với nhau. Đây là những vị trí góc tường với nhau giữa mảng tường bên này và mảng tường bên này, thì chúng ta cũng sử dụng cái thanh thanh V, chúng ta nẹp V bo góc lại với nhau rất là sát nét, rất là đẹp. Xin nhắc lại với mọi người, đây là cái lam sống ngoài trời thì nó có những cái sớ gỗ như thế này đó, sớ gỗ cận cảnh vào thì nhìn thấy những cái sớ gỗ rất là đẹp. Tương tự với cái mảng tường này thì chủ nhà chọn một cái vật liệu cũng là ốp ngoài trời, nhưng cái vân và cái hình thức sẽ khác một tí. Đó là cái dạng này là dạng thanh, thanh này là thanh vân gỗ. Mà vân gỗ thì sẽ có hai loại, một loại là vân 2D, chúng ta nhìn nó sẽ chìm hơn. Còn vân như thế này được gọi là vân 3D, thì sờ vào thì nó sẽ nổi hơn và trông nó sẽ đẹp hơn. Các loại thanh gỗ nhựa ngoài trời hiện nay mà để ốp vách, ốp trần thì có độ dài tối đa là 3m. Tuy nhiên thì khi mà đưa lên công trình thực tế thi công á, thì chúng ta chắc chắn là phải có những đoạn là phải ghép lại với nhau. Thì như mọi người thấy đây, thì đây là một cái mảng tường. Nhìn từ xa thì sẽ không thấy được những cái mối ghép của nó, bởi vì những cái mối mà ghép lại là rất bé, rất nhỏ. Và hơn nữa là khi thi công thì chúng ta phải thi công so le giữa thanh này với thanh kia, thanh trên, thanh dưới. Thì mình phải thi công so le, cho nên là nhìn từ xa các bạn sẽ không thấy, nhưng khi nhìn cận cảnh lại thì sẽ thấy được những cái mối ghép của nó. Bên cạnh Đồng Trần là ba căn homestay sử dụng vật liệu lắp ghép toàn bộ. Tường thì sử dụng thanh xi măng quăng gỗ, trên mái thì sử dụng là mái bê tông, và bên trong á thì chủ đầu tư sử dụng cái tấm ốp nhựa nano để ốp trần và ốp vách. Chi tiết thì mọi người cùng Đồng Trần xem kỹ. Đây là cái thanh xi măng quăng gỗ ốp vách ngoài trời. Thì hiện nay thanh xi măng quăng gỗ đang có hai khổ thông dụng. Khổ thứ nhất là 15 phân và khổ thứ hai là 20 phân. Độ dài là 3m và độ dày của mỗi thanh là 8 ly. Như công trình đây mọi người thấy, đây là sử dụng thanh xi măng khổ 20. Đấy, thì cách thi công ngoài trời thì chúng ta phải thi công xếp dạng như vây cá, để khi nước mưa vào tạt vào đây thì nó tuôn xuống, nó bị cái gừa trên này chặn lại, không thấm vào bên trong được. Đó là nguyên lý thi công thanh xi măng quăng gỗ ngoài trời. Thì vấn đề màu sắc thì màu là màu do chúng ta tự chọn. Đồng Trần sẽ cung cấp cho các bạn những cái bảng màu, thì các bạn chọn màu sơn lên thì sẽ được ra cái màu như mọi người mong muốn. Bên trên kia sử dụng cái tấm lợp bê tông. Tấm lợp bê tông toàn bộ là ba cái căn homestay này là lắp ghép hoàn toàn 100%. Những cái vật liệu lắp ghép này thì bên Đồng Trần đều cung cấp và cung cấp toàn quốc. Thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ hotline số điện thoại của Đồng Trần nhé, 0528 963396.